Trinh Công Minh Châu xin trân trọng kính gửi tới quý khách hàng tấm bát tiên quần thú. Với chúng tôi đang làm là dày 6 phân rưỡi và độc sâu đến 5 phân. Và ở đây những cái độ kênh mong của chúng tôi là đưa cả bàn tay vào được. Rất là sâu, rất là kênh mong, rất tuyệt vời luôn. Và những đường nét, những cái ông tiên, ông bụt rất là đẹp. Đây chúng tôi quay hơi trời chiều, hơi khó nhìn. Và vài hôm nữa chúng tôi làm khung lên nữa thì nó rất là tuyệt vời. Và hoàn thiện kỹ hơn tí nữa, sơn PU bóng lên thì đẹp tuyệt vời luôn. Và quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ ngay với chúng tôi để đặt hàng. Đặt hàng trước và chúng tôi hoàn thành xong là vừa. Đây thì chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ hương đá 100% nhé quý khách ạ. Và gỗ của chúng tôi thì lành tít từ A đến Z này, từ quý khách lên tít tinh tịt luôn, đẹp không tì vết. Chọn được một tấm gỗ đẹp như này mà rộng đến 90 thì cực kỳ là khó và hiếm. Gỗ của chúng tôi rộng, rất rộng và đẹp, lục lõi không tì vết. Xin chân thành cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.